Thực hiện đề án tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân năm 2019, Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa vừa phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức truyền thông tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thanh niên tại trường Trung học cơ sở Tân An, ngụ tại phường Hóa An. Khoảng 1.400 học sinh của trường đã được đại diện Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa phổ biến những nội dung quan trọng xoay quanh về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sự thay đổi về thể chất và tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên. Tình bạn khác giới, hậu quả của quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đồng thời các em học sinh cũng được nắm bắt một số kỹ năng liên quan đến phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống ma túy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các hoạt động xã hội, những hành vi ứng xử văn hóa trong tuổi học đường. Buổi truyền thông nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho các em học sinh hiểu biết về tâm sinh lý độ tuổi dậy thì, những kỹ năng sống có hành vi tích cực trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, từ đó có lối sống lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần để tự bảo vệ bản thân và tạo dựng hành trang kiến thức bổ ích giúp các em tự tin, vững bước vào cuộc sống.